Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em. Hôm nay là vào trong đây ngay cái phiên bản cập nhật mới nhất hiện tại luôn. Nó cho chúng ta rất là nhiều thông báo. Và một chút xíu nữa mình sẽ review một số thông tin cập nhật mới nhất ngay thời điểm bây giờ. Hiện tại thì mình đang sở hữu và sử dụng cái con cờ đó là đặt nay. Thì như hôm qua mình đã like, mình nói sau một đêm là nó đã lên 100. Tới cái thời điểm bây giờ mình lên một cái clip như gì nó đã lên 100 rất là lâu rồi anh em. Chưa tới sáng nữa là nó đã lên 100 rồi. Thì anh em farm ở là ta căn một rất là tốt nha anh em, chứ không phải đùa đâu. Các anh em không có cần bon chen lên những map cao. Còn này mình sẽ lên trên map cao mình quay cho nó đổi gió chút xíu nha. Chứ thật sự mình farm là mình chỉ farm ở ta căn thôi. Ta căn mình làm cũng khá là nhiều clip rồi. Mình lên trên Aya mình quay nó cho nó lạ chút xíu nha. Thì ở đây là mình sẽ cộng điểm cho em ấy. Cái con DK là anh em yêu cầu mình làm cộng điểm rất là nhiều. Và thật sự cái con DK này á, mình cũng cần những cái lời góp ý và những cái ý kiến của anh em bờ gòn người ta đưa ra. Thì cái thông tin này á, thì các anh em xem cái kênh mình thì đã lướt tới lướt lui, có xem những cái comment là các anh em sẽ biết. Thì một số anh em bờ gòn kêu cộng vào năng lượng. Thì bây giờ mình sẽ show một cái bản điểm là có cộng ở trong năng lượng xem là nó sẽ mắc đam như thế nào. Thì mắc đam của con này á, khi mà không biết nó có bị ảo không, nó lên tới 80k là anh em. Đồ của mình nó thì toàn là đồ cùi thôi, chứ không có cái đồ gì mà quá giá trị cao sang nha. Đây, ở đây là sức mạnh mình cộng 8k nè, nhanh nhẹn mình cộng 1k5 nè, và ở đây năng lượng thì mình cộng là 3k5. Năng lượng anh em cộng là 4k cũng được nữa nha anh em. Đây là một cái bản điểm nha. Tiếp theo là một cái bản master đó cho anh em xem nha. Và đây là một cái bản master của con DK, nó sẽ khác một chút xíu. Ở đây là mình không có cộng vào cái mục này. Các anh em thấy là lực đánh tối đa là mình sẽ không cộng, và mình sẽ tạc bên đây mình cộng sẽ là tỷ lệ chí mạng. Ở dưới đây là hoàn hảo nè, và dưới đây là nhân đôi sát thương, và dưới đây là loại bỏ phòng thủ. Và đặc biệt anh em qua bên đây, cái bảng như gì nó đã maximum rồi nha anh em. Các anh em đừng có nên cộng nữa, và các anh em hãy qua bên đây đi. Cộng bên đây đang mình lấy cái lượng thủ tối đa nhất để mình đi BK. Ở đây là đầu tiên các anh em cộng vô trong đây 10 điểm hoặc là 20 điểm nếu mà có thừa. Tiếp theo anh em cộng vô cái phần là HD dài xuống cho mình nha. Thì như vậy nó đã là cũng khá là cực với anh em rồi. Tại anh em cài chay mà khi lọt qua tới 90 là anh em reset là phải tốn một chao, trong khi đó là các anh em có thể là farm để tích agent lại để mình sử dụng, mình kiếm chao để đi reset nha, đừng có dùng cái gì quá linh tinh. Khi mà chúng ta lên một cái level 90 qua 91, mỗi một lần reset thường là sẽ tốn gen và chao luôn. Nếu anh em reset quyết thì chỉ tốn lại gen thôi. Rồi các anh em nào chơi dân cài á thì biết, tại kênh của mình làm thiên về bên dân cài mà anh em. Qua những cái cơ bản đó thì mình tiếp theo là cái bản cập nhật này. Nó cho chúng ta vào trong game cách nay tầm khoảng là 25 phút trước. Thì cái bản cập nhật này nó cho chúng ta là gì? Liên quan đến sự kiện Gaion là một cái cập nhật đầu tiên nè. Hiện tại các trường hợp lỗi Gaion event chỉ xuất hiện trong những trường hợp và những cái lý do yếu tố như là cái mạng không ổn định nè, đường truyền không ổn định nè, là do mạng của anh em kém nha, cái mạng wifi nha anh em, chứ không phải là cái mạng gì đâu. Và ở bên nhà phát hành người ta thông báo với các anh em nè là ngưng hỗ trợ vé khi các anh em gặp vấn đề. Khi gặp vấn đề các anh em vào trong Gaion, các anh em bị lan đít hay gì đó, các anh em bị quay nó quánh chết, các anh em cũng báo là lan nữa, nên người ta sẽ ngưng cung cấp vé và cung cấp vé trước cái bảo trì. Còn sau bảo trì này là không cấp vé lại cho các anh em luôn. Và người ta có nhấn mạnh là khi tham gia sự kiện Gaion thì các anh em trước khi vào trong đó phải cân nhắc, cân đo đong đếm, nhìn lượng pin của mình là bao nhiêu nè, và nhìn cái lượng wifi của mình có ai xài nhiều hay không, thì hãy đảm bảo cho cái máy của mình nó ổn định nhất có thể. Tại vì từ đây đảo về sau luôn là người ta không hỗ trợ lại cái vé Gaion. Nhiều anh em vào trong đây chuột lợi anh em à, nên người ta sẽ biết cái lỗ hổng đó, người ta sẽ fix thẳng luôn. Và một cái thông báo thứ hai của cái bản cập nhật lần này là những cái con là Fenri còn gọi là những cái con sói đó. Hiện tại có rất nhiều trường hợp cái con sói nó không có vĩnh viễn, mà cái con sói nó có cái phần trăm HP, nó cũng y chang cái con game là Devimu. Khi các anh em vào trong đây sử dụng một cái con sói mà các anh em lơ là, các anh em không nhìn vào HP, các anh em không sửa kịp thời là con sói nó sẽ bị hỏng. Thì ở đây là cái bản cập nhật này người ta cũng thông báo luôn là người ta không sửa lại cho anh em luôn. Lúc trước hỏng á thì người ta còn nương tay bên nhà phát hành, người ta sẽ sửa lại cho anh em. Còn bây giờ là không sửa lại cho anh em luôn, mà người ta khuyến cáo và khuyến khích anh em
vừa farm và vừa theo dõi cái con sói của mình để khi mà nó HP nó thấp xuống anh em có thể là tự sửa lại, chứ người ta không có cung cấp lại nha anh em. Cái đó là cái quan trọng của cái cập nhật thứ hai lần này, nó không phải như những cái phiên bản khác, nó phiên bản này nó giống y chang cái phiên bản của Điền Viên U luôn, cái con sói là sẽ tự hụt HP, BK càng nhiều là HP của nó càng nhanh mắt, tại vì mình có chơi bên đó mình biết. Mới qua cũng gà mờ mua được con sói mừng húm chạy vòng vòng ở trên cờ ghi, vòng vòng trên ba gác BK qua một đêm, sáng vô con sói là nó nói là con sói không tác dụng, không thể sửa luôn. Con sói thường thường là phải sửa bằng B nha anh em. Và một cái cập nhật mới nhất ngay thời điểm hiện tại luôn, và một cái điều này á là để cho các anh em chuộc lại đây nè. Các anh em không chuộc lại về cái con sói, các anh em không chuộc lại về cái vé whip, nhưng mà các anh em lại có một cái đường để chuộc lại. Chuộc lại đường nào? Đó là đi vào trong cái đền Kalima. Kalima sẽ gơi một cái lông vũ vĩnh viễn luôn, chứ không phải một cái co đe và không phải một cái thời gian nhất định, mà khi tham gia vào cái đền Kalima là có phần trăm gơi lông vũ luôn. Và có một điều rất là quan trọng để cho những anh em nào đủ top để cài master, vì mỗi một cái phiên bản là người ta sẽ nâng cấp cái master lên cao cao, đương nhiên là các anh em sẽ cài lâu, và cài lâu là người ta sẽ mở là thời gian sự kiện event master thì người ta sẽ mở lên tới 15 phút chứ không còn 8 phút như lúc trước nữa nha anh em. Một cái sự kiện mà nhiều anh em mong chờ nhất, tại vì vào trong đó farm 15 phút là nó cũng tương đương với một cái PC. Một cái PC các anh em có thể là farm tốt nhất có thể kiếm tầm khoảng 2, 3 hay là 4, 5 cái điểm master gì đó, tùy theo anh em có tem bảo kê hay là có gu bảo kê. Và có hai cái sự kiện đặc biệt nè, sự kiện quốc tế lao động 1 tháng 5 và sự kiện này nó sẽ có những cái sự kiện tổng hợp để cho các anh em luôn tham gia. Cái này có thời hạn nha, tới cái ngày mà 6 tháng 5 nó sẽ hết nha. Tiêu diệt quái vật ở trong sự kiện thì chúng ta sẽ lụm được những cái hộp, khi mà các anh em tiêu diệt quái là các anh em sẽ nhận được những cái đồng xu nha, mà từ giờ sau mình không có thấy cái đồng xu nào nó rớt ra hết, làm sao mà nhận anh em. Cái này chắc tỷ lệ của nó các cực kỳ thấp anh em à. Trong đây thì cái đồng xu các anh em có thể là quy đổi ra được cái sừng gãy này rồi ruby, nó ra đổi rất là nhiều luôn. Và có một cái sự kiện là người ta sẽ thay đổi nhiệm vụ 94, làm gì tới 94 17 mà mình còn chưa có làm được, hiện giờ mình chưa có làm cái nhiệm vụ một luôn, và người ta đang mở chế độ nâng cấp những cái công cụ lên công cụ cấp 2 đấy anh em à. Ví dụ kiếm gồng cấp 1 sẽ nâng cấp được lên kiếm gồng cấp 2 đó anh em. Thì những anh em nào Dubai, những anh em nào mà hiến máu nhân đạo thì có thể là vào trong đây đú chen nha anh em. Qua cái phiên bản lần này thì người ta đã bổ sung vô cho các anh em cũng rất là nhiều, và người ta sẽ sửa đổi là cũng rất là nhiều để cho các anh em có thể là tham gia một cái con game cực kỳ tốt. Con game này có thể là tải trên hai kho ứng dụng lớn nha, một cái là iOS và một cái đó là Android. Anh em lên trên đó gõ là RA Login Kia là nó sẽ ra nha. Anh em nào không tải được cái link iOS thì chừng nữa mình sẽ đổi cái link iOS luôn, đổi cái link iOS vô để cho các anh em tải nó thuận bề dễ dàng hơn. Qua hiện tại á, cái con game này mình cũng có một cái gui, một cái nhóm, anh em nào mà có quan tâm vào trong gui nhà trong nhóm thì có thể là liên hệ qua Zalo, chừng nữa mình sẽ có để một cái link nhóm Zalo để cho các anh em có thể là vào trong đây nha. Và cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu ra xem hết cái video của mình, và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.